Hello hello, mình là Phong đây. Hôm nay Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 bước chuẩn bị KCP Network. Bước thứ nhất, tải P-Browser. Bước thứ hai, chuẩn bị căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Bước thứ ba, chuẩn bị căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe. Bước thứ tư là bằng cấp quyền cho phép P-Browser truy cập vào camera. Bước thứ năm, hoàn thành check list trong API. Follow kênh Nguyễn Văn Phong Official để biết thêm chi tiết.